Trời, ngồi điều khiển xe cô này bây giờ đang là gần được 30 độ này, hai cái van đang mở đó, nhìn nè, open này đó, ok đó. Đồng thời ngọn lửa cũng rất là nhỏ, một chút luôn, rất là nhỏ luôn đó. Nhiệt độ cài đặt là 61 độ nhưng nhiệt độ feedback về là 63 độ, nên là sạc motor mình sẽ đóng vị trí lửa nhỏ nhất để duy trì ngọn lửa. Đốt PID là có 61 độ thôi.